Vâng, như tôi đã hứa thì hôm nay tôi xin chia sẻ với các thầy cô về cái phần mình sẽ vẽ hình trực tiếp ở trên Word. Bây giờ chúng ta sẽ muốn vẽ điểm chẳng hạn là cái phần mềm này. Thì đương nhiên là chúng ta đang dùng Word đấy ạ. Đây là phía bên này là coi như đề bài nhé. Thì bên này mình đọc đề và mình vẽ hình này. Đó, thì mình sẽ mở cái phần mềm nó lên. Chọn run. Tiếp theo bây giờ mình muốn vẽ điểm thì rất đơn giản, mình chấm vào cái điểm A này, mình chấm một cái. Thì bây giờ mình muốn cái điểm này nó to hay nhỏ là việc của mình. Chỉ vào đây, mình bấm chuột phải. Thì nó ở đây sẽ có một số các cái giao diện, thì nó sẽ chọn điểm của mình là chấm tròn to chẳng hạn thế. Thế thì mình muốn đặt tên ý. Thì theo tôi là mình không nên đặt tên trong cái phần mặc định của nó. Ở đây này. Mà mình đặt tên theo cái dòng của mình ấy. Ví dụ mình bấm vào cái chữ A và A to A nhỏ là mình chọn textbook này. Sau đó mình sẽ chọn cỡ chữ ở đây, mình chọn trước nhé. Ví dụ là cỡ chữ 14 là đậm này. Sau đó mình bấm chữ A chẳng hạn thì nó sẽ vào. Và chúng ta dùng chuột chúng ta sẽ di chuyển để làm sao vào cái vị trí phù hợp. Sau đó chúng ta sẽ tắt nó đi. Thì lập tức nó sẽ về ngay cái văn bản của chúng ta. Tiếp theo là mình muốn vẽ một đoạn thẳng thì không có gì khó. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ mở cái phần mềm nó lên. Thì ở đây chúng ta muốn vẽ đoạn thẳng thì phần mềm nó đã có những cái ô cho chúng ta quan sát rất tốt rồi. Với đoạn thẳng này, đúng không ạ? Vì bây giờ mình sẽ muốn là độ đậm dày hay không thì mình chỉ đó bấm chuột phải, chọn cái phần edit ấy, là cái phần sửa chữa. Đấy, thì mình sẽ chọn cái đường của mình và cái tên của nó như thế nào thì tùy mình. Đó, đây là dạng mũi tên này, vân vân này. Đấy, chọn đường của mình. Tùy các thầy cô. Và đương nhiên là mình muốn đặt tên thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta nên chọn trước. Còn theo cái phần mặc định của nó cũng có cái hay của nó đấy. Thì sau này mình sẽ phóng to thu nhỏ sau. Tôi lấy ví dụ ở đây là A nhé. Tiếp theo ở đây tôi thêm bên này nữa là B đi. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ đặt ở cái vị trí phù hợp. Rồi chúng ta sẽ bấm tắt ra đi. Thì nó sẽ về ngay đây và chúng ta sẽ thu nhỏ lại được hoặc phóng to không là tùy mình. Thì chúng ta nhận thấy là trong cái mặc định của nó sẽ hợp lý và mình thích chấm hai đầu này thì mình sẽ đặt vào nhé. Tiếp theo là trung điểm của một đoạn thẳng, chúng ta sẽ bấm vào đây thì chúng ta tiếp tục mở cái phần mềm nó lên. Thì ở đây thì muốn vẽ trung điểm thì chúng ta đầu tiên là vẽ một đoạn thẳng ra này.
Nó rất thông minh và nó tự động nó chèn vào cho mình rồi. Đây là những cái đường vuông góc nhé. Tiếp theo là đường thẳng song song cũng vậy, thì chúng ta cũng sẽ làm như sau. Chúng ta bấm vào đó, chọn run. Ví dụ ở đây tôi có một cái đường rất ngẫu nhiên luôn. Thì làm như nào là tôi kể là đường song song, chúng ta cứ chủ động mình cầm mình vẽ thôi ạ. Mình vẽ này, mình di chuyển này. Đấy, bao giờ hệ thống nó báo có những đường dài nó song song với nhau là ok. Hoặc bây giờ chúng ta thích vẽ một cái đường vuông góc nữa chẳng hạn. Máy nó sẽ ngắm cho chúng ta. Đấy, nó có báo vuông màu đỏ thế ạ. Thế là chúng ta sẽ được đường vuông góc. Không có gì khó cả. Chúng ta sẽ vẽ rất nhanh ạ. Sau đó mình tắt nó đi thì nó tự động nó sẽ chèn vào. Và đương nhiên chúng ta bây giờ chỉ việc làm thu nhỏ lại thôi. Đấy, thì mình căn cái tỷ lệ làm sao cho nó phù hợp. Để mình lấy được cái mình có thể là sử dụng là mình cắt cái phần thừa đi này. Tiếp là bây giờ tôi sẽ kẻ đường vuông góc và kẻ đường song song rồi. Thì cái lúc đấy mình lấy tỷ lệ hay không là tùy mình nhé. Ví dụ bây giờ vẽ góc cho biết số đo chẳng hạn. Tương tự chúng ta sẽ vào cái phần Effect này ở đây. Sau đó chúng ta sẽ chọn tiếp và mình sẽ vẽ một góc cho biết số đo. Không có gì khó. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng ra. Và tôi cũng sẽ vẽ một cái góc ngẫu nhiên, kệ rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ sang cái phần đo góc nhé. Đây, góc này là 55 độ. Bây giờ tôi muốn là chỉ góc 30 độ thôi chẳng hạn. Đấy, máy nó sẽ đếm cho chúng ta 30. Di chuyển lên, máy nó đếm rất chuẩn luôn và cũng dễ sử dụng ạ. Sau đó chúng ta cũng sẽ bấm tắt nó đi. Và đương nhiên mình đặt tên hay không là tùy mình. Thì hệ thống nó sẽ vào đây, lúc trước tôi đặt chuột nó sang bên này nó bị lấp. Thì bây giờ mình thu nhỏ lại, rồi mình đặt nó đâu thì nó đặt. Thì nó sang bên này. Đây là vẽ góc cho biết số đo. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ đường tròn chẳng hạn. Và bây giờ tôi vẽ một cái đường kính nữa đi. Rồi, bây giờ tôi muốn vẽ tiếp tuyến chẳng hạn. Đây, thì mình muốn ký hiệu vuông góc chẳng hạn. Rồi, không có gì khó. Tiếp theo là mình muốn vẽ một cái dây. Đấy, máy nó căn hết cho ta, đúng nó tự động nó vuông rồi. Không có gì khó cả. Mình đặt cái vị trí làm sao cho nó phù hợp, nó đang báo cho mình đấy. Mình cần phải đặt đúng vị trí. Rồi. Thế là chúng ta sẽ được đường tròn. Và đương nhiên là khi mình chỉ cần tắt đi cái là lập tức nó sẽ tự động nó về vuốt thôi.